Hi, xin chào các bạn đã đến kênh Đại Lâm Vô Đồ Dò. Bình luận viên tào lao sẽ video Trần Hoàng Đại Lâm Balotelli. Trước tiên Đại Lâm xin chúc cho các bạn luôn sức khỏe, an lành, may mắn trong cuộc sống nhé. Đại Lâm nhận được thông tin chính xác từ các anh em bóng chuyền phổi và đặc biệt là của Tính Chân Lư. Hiện tại bây giờ đang coi sân và cáp kèo quản lý sân phường Vĩnh Hiệp, thành phố Rạch Giá, Kiên Giang. Thứ bảy cuối tuần này, nhằm ngày 18 tháng 12, 2021, với sự xuất hiện của Tem Tây Ninh, Tấn An sẽ gặp Tem An Giang, Sâm Nô và Nhẹ. Còn Phú Quý của Trà Vinh thì gặp cao thủ của Rạch Giá, thành phố Kiên Giang. Và đặc biệt, với sự xuất hiện của rất nhiều cao thủ hiện tại đang sinh sống Sài Gòn và khắp nơi ở vùng Sài Gòn, Bình Dương, Đồng Nai. Tài súng Lam Chẳng Bàn, ở Trường Chẳng Bơm, Tài Nhỏ, Sang Miệt Thứ sẽ xuất hiện tại sân Rạch Giá, Kiên Giang nha các bạn. Hiện tại bây giờ thì kèo cột của Lâm Trong Bàn, Tài Súng, Trường Chống Bơm, Tài Nhỏ, Sang Thứ thì chưa có kèo để chốt, nhưng về đó và cáp kèo và cáp kèo nha các bạn. Các bạn nào vòng có thể bỏ nhín chút thời gian, hãy đến sân cà phê sạch Vĩnh Hiệp, sân bóng chuyền phường Vĩnh Hiệp, thành phố Rạch Giá, Kiên Giang, hiện tại bây giờ của Tính Chân Lư đang quản lý. Rất nhiều kèo cho cuối tuần này, ngày 18 tháng 12 2021 nha các bạn. Và Đại Lâm cũng sẽ nhín chút thời gian. Từ nhà Đại Lâm vào tới sân đó thì khoảng 2 tiếng rưỡi nha các bạn. 2 tiếng 30 phút. Sẽ tranh thủ quay lại những trận đánh hay, những cao thủ đẳng cấp để cho mọi người không được đến sân xem. Và đặc biệt là một điều hết sức chia buồn cùng kèo của Huy Võ. Vì tuần trước, ngày 11 tháng 12, Huy Võ và Bùi Thạnh của Tân Hiệp, Kiên Giang, Huy Võ bị cua biển kẹp và không thể đến sân thi đấu với Bùi Thọ được và hẹn lại một dịp khác nha các bạn. Và cũng tuần này, cuối tuần này có thể chốt kèo của Huy Võ, nhưng cuối cùng nghe nói chuyện hai bên Bùi Thọ bị F0, cho nên lại hủy kèo tiếp tục các bạn ạ. Coi như trong vòng 2 tuần liên tiếp Bùi Thọ và Huy Võ không có duyên với nhau. Thôi thì hẹn lại vài tuần nữa như thế nào sẽ xảy ra kèo Huy Võ và Bùi Thọ nha các bạn. Để làm sẽ tóm tắt lại, có thể cuối tuần này có rất nhiều cao thủ nha. Như Đại Lâm cũng đã nói đó, thứ nhất là Tài Súng, Lâm Chẳng Bàn, Trường Chẳng Bơm, Tài Nhỏ, Tem của Tấn An Tây Ninh là trên kia về nha. Còn đặc biệt cũng có Sang Miệt Thứ về thăm nhà Rạch Giá, thăm nhà của Tất Cậu, Kiên Giang, và cũng ghé qua sân để giao lưu. Còn các cầu thủ Tem của An Giang thì các bạn cũng biết rồi đó. Sâm Nô, Nít Sa Văn, Nhẹ, Nhân Đầu Vàng, đấy là Tem của An Giang. Còn Tem của Dòng Riền, Kiên Giang thì Phong Liêu. Còn Tem của Trà Vinh thì Phú Quý, Trường Trọng Linh Ca. Còn
tặng tem của Đạt Hòn Đất 2003, ui vân vân và vân vân. Có thể nói là rất nhiều cầu thủ cuối tuần này sẽ tập trung tại sân Cà Phê Sạch Vĩnh Hiệp, phường Vĩnh Hiệp, thành phố Rạch Giá, Kiên Giang nha các bạn. Lần này thì với sự xuất hiện của tem Tây Ninh, tài súng Lâm Trấn Bàn và tháp tùng Trường Chống Bơm tài nhỏ, cùng tem riêng của Tướng An, thì đấy là một điều báo tin vui cho những cao thủ đẳng cấp về tập trung tại sân bóng của phường Bình Hiệp, Rạch Giá, thành phố Kiên Giang. Rất mong có những cái kèo thật hay, thật đẳng cấp của các cầu thủ gặp nhau để Lâm sẽ tranh thủ quay lại những video hay đẳng cấp của các cầu thủ cho mọi người không được đến sân để xem. Và một điều đặc biệt nữa thì Đại Lâm cũng nhắc cho những người ai bị bệnh viêm son nha, bệnh viêm son mà Đại Lâm cũng đã hầu như thành công rồi các bạn ạ. Khoảng 3 tuần đến 1 tháng liên tiếp Đại Lâm đã thành công, thật sự rất thoải mái các bạn. Đấy là hái một nắm lá cỏ cứt heo, còn gọi là cỏ cứt lợn nữa nha. Rửa sạch, giã ra, để túi chút muối bọt mình nha. Và dắt càng kẹo càng tốt nha các bạn. Các bạn thì để vào cái keo, để dành nhiều cũng được. Và các bạn xiên thì hàng ngày làm tươi cũng được. Và các bạn lấy bông đom xe và giấy vô lỗ mũi mình nha. Lúc mình đang bị thì nó sẽ rát rát, và dần dần nó sẽ hết rát, lành, vết thương, sẽ rất hay và rất hay. Và cũng còn có 1 ký muối, muối hộp nha, 1 ký muối hộp, bỏ vào cái chai nước suối to nha, 1 lít rượu nặng, hạng nặng, rất rượu nặng, nói chung là mạnh ấy, rượu mạnh ấy. Ngâm 2 tuần nha, 2 tuần bắt đầu lấy ra hết nha các bạn. Hiện tại bây giờ Đại Lâm đã ok, rất thoải mái rồi, nó không còn như trước đây nữa. Đấy là một điều quá tuyệt vời cho bệnh viêm son. Mong mọi người hãy bỏ chút ít thời gian để làm như thế những ngày nào bệnh đó nha. Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành theo dõi cùng kênh Đại Lâm Vô Đầu Dò. Cảm ơn các bạn rất nhiều nha. Hẹn các bạn gặp lại ngày thứ bảy cuối tuần này nha. 18 tây tháng 12, 2021. Thành phố Rạch Giá, Kiên Giang, thẳng tiến nha các bạn. Xin chào các bạn và hẹn gặp bạn các bạn vào cuối tuần nhé.